cho chú miếng dưa leo được không? Chú ăn vụng miếng dưa leo được không? Không. Đi. Không. Chú chưa rửa tay mà chú đâu được ăn. Đúng rồi. Rửa tay con mới cho chú ăn. Rửa tay luôn á. Đúng rồi. Xin mời. Ai ăn dưa leo không? Dạ. Ăn dưa leo không? Dưa leo không con? Dưa leo. Dưa leo không? Dưa leo không? Dưa leo không? Thử không? Cô con muốn thử. Để mình chấm thử nha. Hồi nãy giờ mình chưa có ăn dưa leo chung sốt này tên mẹ. Giờ mình chấm thử nha. Ngon không? Để ăn dưa leo không? Có thể chấm vào đây nè. Ăn thử không? Ăn thử không? Thử không hối hận. À ăn thịt à, ăn thử không? Ngon hả? Cô bỏ vô đây cho cô Hảo ơi. Cô Hảo ơi. Hả? Cho con miếng dưa leo rồi. Ngon không? À. Thử à?